Hội chứng buồng trứng đa nang xuất hiện ở 5 đến 10% phụ nữ. Hội chứng này làm ảnh hưởng đến 2,2 đến 26,7% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và trở thành một trong những nguyên nhân gây vô sinh phổ biến ở phụ nữ. Trong một nghiên cứu, có đến 70% phụ nữ mắc hội chứng này không được chẩn đoán. 1. Hội chứng buồng trứng đa nang là gì? Đa nang buồng trứng là một vấn đề xảy ra khi cơ thể người phụ nữ có quá nhiều hormone sinh dục nam, trong khi lượng hormone sinh dục nữ không đủ. Điều này khiến sự rụng trứng trở nên bất thường. Nếu không được chữa trị sớm sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hormone, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tăng nguy cơ mắc một số bệnh như là tiểu đường, tim mạch và rối loạn sinh sản. Khi mắc hội chứng buồng trứng đa nang, lượng hormone sinh dục nam trong cơ thể người phụ nữ sẽ có quá nhiều, làm ngăn cản sự rụng trứng, khiến trứng chứa đầy trong nang trứng. Nhiều người mắc bệnh này có buồng trứng giãn rộng chứa các cụm nang nhỏ. 2. Nguyên nhân gây ra buồng trứng đa nang. Ngày nay, hội chứng buồng trứng đa nang vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác, nhưng theo các nhà khoa học, những yếu tố sau có thể là nguyên nhân của hội chứng đa nang buồng trứng. Do di truyền, nếu mẹ hoặc chị gái bạn bị buồng trứng đa nang thì bạn cũng có thể bị phải chứng bệnh này. Theo thống kê cho biết thì đột biến gen có sự liên quan đến hội chứng buồng trứng đa nang. Khẩu phần ăn uống, sử dụng quá nhiều tinh bột cũng có khả năng là nguyên nhân gây nên chứng bệnh. Dư thừa insulin. Insulin là một dạng hormone được sản sinh trong một số tế bào tuyến tụy do đường gluco thừa năng lượng vào cơ thể. Insulin dư thừa được cho là đẩy mạnh tạo ra androgen của buồng trứng. Sự sản xuất androgen có khả năng trở ngại sự tiến triển của nang trứng, hạn chế công dụng trứng dụng của buồng trứng. 3. Bị buồng trứng đa nang có làm tăng nguy cơ mắc bệnh gì? Gây vô sinh hiếm muộn. Người bị buồng trứng đa nang sẽ làm ảnh hưởng đến chu kỳ rụng trứng bị thay đổi nên sẽ không xuất hiện hiện tượng rụng trứng hàng tháng. Trứng không rụng sẽ không thể bắt gặp được tinh bình để thụ thai dẫn đến hiện tượng bệnh vô sinh hiếm muộn ở một số đôi. Tăng cân béo phì. Theo nghiên cứu, có tầm khoảng 40% nữ bị bệnh đa nang buồng trứng do bị thừa cân béo phì. Ung thư nội lạc tử cung. Các người bị béo phì cũng như là bị bệnh buồng trứng đa nang có thể mắc ung thư nội mạc tử cung nhiều hơn so với những người thông thường. Di truyền cho đời sau. Bởi vì buồng trứng đa nang là bệnh có khả năng di truyền từ đời này sang đời khác. Nếu có nhiễm bệnh thì con gái của bạn về sau cũng có thể bị đa nang buồng trứng. Tiểu đường type 2. Béo phì thừa cân khiến tăng khả năng mắc đái tháo đường vì tình trạng kháng insulin gây số lượng đường thừa trong máu gia tăng. Mắc các bệnh về tim mạch. Mức insulin cao quá độ sẽ khiến tăng cholesterol trong máu, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, bởi vậy khiến tăng chức năng mắc những bệnh về tim mạch kèm theo đột quỵ. Hội chứng buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân có thể gây ra vô sinh hiếm muộn ở phụ nữ. Hy vọng với những chia sẻ trên, chị em sẽ có thêm kiến thức và có chế độ dinh dưỡng cũng như sinh hoạt lành mạnh để phòng tránh.